Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý 6 ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu là bài 8 thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế. Bài này cô sẽ hướng dẫn các em những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể biết cách xác định phương hướng ngoài thực tế. Và do chúng ta đang học online nên các em không thể thực hành ngay tại lớp. Chính vì vậy, các em hãy nghe kỹ bài giảng của cô và những nội dung trong bài để các em có thể thực hành cách xác định phương hướng thực tế ở ngay chính tại nhà của mình. Nội dung bài 8 thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế gồm hai phần nội dung chính. Phần 1 la mã xác định phương hướng dựa vào việc dùng la bàn. Và phần 2 la mã xác định phương hướng dựa vào hiện tượng tự nhiên. Một la mã xác định phương hướng dựa vào việc dùng la bàn. Phần này có hai phần nhỏ. Một nhỏ hướng dẫn. Các em cần phải có la bàn hoặc điện thoại thông minh có ứng dụng la bàn. Và sau đó, các em cần tìm hiểu về la bàn, xem la bàn là gì, la bàn có ứng dụng trong thực tế như thế nào. Và cuối cùng, các em cần tìm hiểu cách sử dụng la bàn. Hai nhỏ, các bước tiến hành. Các em sẽ trình bày cách sử dụng la bàn và thực hiện nhiệm vụ sử dụng la bàn ngoài thực tế. Một nhỏ hướng dẫn. Sau đây, cô và các em cùng tìm hiểu một em có biết. Sau khi đọc kỹ một em có biết, các em cần trả lời những câu hỏi sau của cô. Em có biết la bàn là phương tiện dùng để xác định phương hướng trong không gian. Một chiếc la bàn thông thường gồm các bộ phận chính như kim nam châm chỉ hướng, vòng chia độ, tay cầm. Kim nam châm có một đầu được sơn đỏ để chỉ hướng bắc, N. Đầu còn lại được sơn trắng hoặc xanh để chỉ hướng nam. Các hướng còn lại gồm đông, tây, đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam. Để xác định chính xác phương hướng, chúng ta cần đứng thẳng, đặt la bàn cân đối, sau đó xoay la bàn sao cho kim nam châm có đầu sơn đỏ chỉ về hướng chính bắc 0 độ. Từ đó, tiến hành xác định các hướng cần tìm bằng cách từ từ xoay người và la bàn. Sau khi đọc một em có biết, em cần phải hiểu được la bàn là gì, cấu tạo của la bàn như thế nào, và có mấy loại la bàn, và cuối cùng la bàn có ứng dụng như thế nào trong thực tế. Thì như nội dung trong bài, các em sẽ biết được la bàn chính là phương tiện dùng để xác định được phương hướng trong không gian. Vậy em có biết la bàn là phát minh đầu tiên của nước nào? Câu hỏi này rất là dễ, bởi vì trong phần lịch sử chúng ta đã được học rồi. La bàn là phát minh đầu tiên của đất nước Trung Quốc. Đây là hình ảnh chiếc la bàn cổ nhất, là một trong những phát minh quan trọng của người Trung Quốc. Và hiện nay, la bàn có một giá trị rất là quan trọng đối với đời sống con người của chúng ta. Về phần cấu tạo của la bàn, thì theo như nội dung thông tin trong bài, thì một chiếc la bàn thông thường gồm các bộ phận chính như kim nam châm chỉ hướng, vòng chia độ, tay cầm. Kim nam châm có một đầu sơn đỏ để chỉ hướng bắc, ký hiệu là chữ N viết hoa. Đầu còn lại được sơn trắng hoặc xanh để chỉ hướng nam, ký hiệu là chữ B. Các hướng còn lại gồm hướng đông, ký hiệu là chữ E, hướng tây, ký hiệu là chữ W, hướng đông bắc, ký hiệu là NE, tây bắc là ký hiệu NW, đông nam, ký hiệu là chữ S và chữ E, tây nam là ký hiệu chữ S và chữ W. Và đây là hình ảnh một chiếc la bàn. Một chiếc la bàn có cấu tạo gồm có kim nam châm và phía bên ngoài là vòng chia độ. Còn về phần ký hiệu trên la bàn, thì từ nãy giờ các em đều thấy hầu hết trên các la bàn thì người ta sử dụng cái chữ cái viết tắt trong tiếng Anh để ký hiệu các hướng trên la bàn. Và ví dụ như viết tắt của chữ N đó chính là hướng Bắc,
viết tắt của chữ S chính là hướng Nam. Chữ E thể hiện cho hướng Đông, chữ W thể hiện cho hướng Tây. Và chữ NW thể hiện cho hướng Tây Bắc. Chữ SW là hướng Tây Nam, chữ NE là hướng Đông Bắc và chữ S, chữ E thể hiện cho hướng Đông Nam. Và các em cần phải nhớ được các ký hiệu này thể hiện các phương hướng nào để chúng ta khi mà quan sát la bàn thì chúng ta sẽ đọc được những cái chính xác nhất về các phương hướng. Đối với phân loại la bàn thì la bàn gồm có hai loại: la bàn từ tính. La bàn từ tính là dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong một không gian nhất định. Còn la bàn không từ tính thì được chia làm hai loại, gồm la bàn công vụ và la bàn GPS. La bàn công vụ là la bàn không dùng từ trường mà duy trì định hướng bằng con quay theo hiệu ứng công vụ. La bàn GPS là hoạt động dựa trên hệ thống định vị toàn cầu và là một menu sử dụng của máy thu GPS. Trên màn hình của cô thể hiện 3 hình ảnh của 3 loại la bàn. Các em hãy cùng quan sát. Từ nãy giờ, các em đã tìm hiểu thế nào là la bàn, phân loại của la bàn. Vậy thì, la bàn sẽ có những ứng dụng như thế nào trong cuộc sống? Mỗi loại la bàn sẽ có những ứng dụng riêng. Ví dụ như la bàn từ tính thì có dùng để ứng dụng trong hoạt động đi biển, vào rừng, sa mạc, hướng bay của máy bay, tàu thủy, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ. La bàn công vụ thì nó được sử dụng trong các tàu bay, quân sự, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ. Và la bàn GPS nhờ đạt được độ chính xác định vị tọa độ cao mà máy thu GPS có thể tính được tốc độ và phương vị di chuyển. Như vậy các em thấy được rằng la bàn rất là hữu ích trong cuộc sống của con người chúng ta. Cô và các em vừa tìm hiểu những kiến thức cơ bản về la bàn và sau đây là phần 2 nhỏ các bước tiến hành. Thì các em hãy cùng cô tìm hiểu cách sử dụng la bàn như thế nào sao cho đúng và chính xác nhất. Thì để sử dụng la bàn một cách đúng và chính xác nhất thì các em cần phải có 3 bước. Bước 1 là chúng ta cầm la bàn một cách thăng bằng trên tay và đưa ra trước mặt. Bước 2, vặn nắp la bàn cho chữ N hướng Bắc nằm ở vị trí ngay trên đầu đỏ của kim từ tính và về đúng chính giữa vạch đỏ số 0. Và bước 3, sau đó tiến hành xác định các hướng cần di chuyển bằng cách từ từ xoay người và la bàn. Vậy còn cách sử dụng la bàn GPS như thế nào? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu một em có biết. Việc sử dụng la bàn trên điện thoại thông minh đơn giản và tiện dụng hơn so với la bàn thông thường. Màn hình la bàn trên điện thoại sẽ hiển thị 4 hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. Để xác định hướng cần tìm, ta mở ứng dụng la bàn, đặt điện thoại theo chiều đầu điện thoại quay về phía mà mình muốn biết phương hướng. Sau đó giữ yên thiết bị, kết quả trên màn hình sẽ hiển thị cho biết đó là hướng nào. Và các em thấy trên màn hình, đây là hình la bàn trên điện thoại thông minh. Thì các em có thể tải cái ứng dụng la bàn này về vào điện thoại của mình để chúng ta có thể sử dụng khi cần thiết. Tiếp theo, các em hãy quan sát hình sau và hãy cho biết các hướng chính trong la bàn. Thì các em hãy cùng quan sát bảng ký hiệu trên la bàn, hình 8.1, hình 8.2. Thì các em sẽ dễ dàng thấy được các hướng chính trên la bàn. Thì trên la bàn, người ta thể hiện các hướng chính là Bắc, Nam, Đông, Tây. Và ngoài ra, người ta còn thể hiện 4 hướng trung gian, đó là hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Đông Nam. Sau đây, cô và các em cùng xem một đoạn clip ngắn để hiểu rõ hơn về cách sử dụng la bàn. Cách sử dụng la bàn để tìm đường. Tôi là ai? Sau đây là một số gợi ý dành cho các bạn.
Tôi là một trong bốn phát minh vĩ đại của người Trung Quốc. Tôi dùng để tìm vị trí, xác định phương hướng và tìm đường đi từ nơi này đến nơi khác. Đố bạn biết tôi là ai? Vâng, tôi chính là chiếc la bàn. Trong tôi gồm có khung la bàn, vòng xoay độ, kim từ, xoay theo từng vị trí khác nhau, đường định hướng, song song với kim chỉ nam. Kim chỉ nam, cố định, không xoay, luôn chỉ về hướng bắc. Hộp la bàn, mũi tên điều hướng. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tôi để xác định vị trí đến, điểm đến. Bước đầu tiên, các bạn hãy trải tấm bản đồ trên mặt phẳng. Tiếp đó, hãy đặt tôi trên lòng bàn tay ở vị trí cân bằng. Rồi các bạn hãy điều chỉnh vòng xoay độ sao cho kim chỉ nam trùng với kim từ. Lúc này, kim từ sẽ chỉ các hướng đông, tây, nam, bắc chính xác. Sau đó, hãy xoay bản đồ sao cho hướng bắc của bản đồ trùng với hướng bắc của kim từ. Tiếp theo, xác định hướng bạn cần đến. Đánh dấu vị trí bạn đang đứng. Đánh dấu vị trí bạn cần đến trên bản đồ. Dùng bút nối hai điểm đó. Di chuyển theo hướng đường thẳng vừa kẻ sao cho các kim từ của la bàn không bị lệch ra ngoài vị trí ban đầu. Nếu kim từ bị lệch khỏi vị trí cũ trong lúc di chuyển thì bạn đang đi nhầm đường. Bạn hãy dừng lại và thực hiện lại từ đầu các bước ở trên. Khi sử dụng, các bạn hãy chú ý không đứng gần các thiết bị điện hoặc ô tô để tránh các tác động của từ trường lên chiều quay của kim la bàn. Luôn đặt tôi ở vị trí cân bằng, trên mặt phẳng nằm ngang, không nghiêng về phía nào, như vậy mới có thể xác định đúng phương hướng. Các bạn hãy sử dụng tôi thật hữu ích nhé! Phần 2 La Mã, xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên. Cũng giống như phần 1 La Mã, thì trong phần này chúng ta cũng phải tìm hiểu hai phần nhỏ. Một, hướng dẫn, thì các em sẽ cần chuẩn bị là các em sẽ phải tìm hiểu một số cách xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên trong thực tiễn. Và ngoài ra, các em sẽ tìm cách xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng mặt trời mọc và mặt trời lặn. Thì sau đây, cô sẽ giới thiệu một số cách để giúp các em có thể xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên. Cách đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng la bàn truyền thống. Cách thứ hai là các em có thể sử dụng la bàn trên điện thoại thông minh, hay chúng ta gọi là la bàn GPS. Và cách thứ ba thì các em sẽ dùng hướng mặt trời mọc và lặn để xác định phương hướng một cách tương đối. Ngoài ra thì các em còn có thể quan sát thực vật xung quanh mình, ví dụ như là bóng cây, để chúng ta xác định phương hướng bằng cách là dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên. Tiếp theo, cô và các em cùng tìm hiểu một em có biết, và sau đây là câu chuyện đi đường. Các em hãy đọc thật là kỹ câu chuyện này và sau đó các em sẽ trả lời những câu hỏi sau. Người em đã xác định hướng Tây bằng cách dựa vào đâu? Sau khi xác định được hướng Tây, người em đã làm cách nào để xác định các hướng còn lại? Và em hãy nêu quy tắc xác định phương hướng ngoài thực tế. Thì sau khi các em đã đọc xong câu chuyện đi đường trong một em có biết, thì em sẽ biết rằng người em xác định hướng Tây dựa bằng cách nào. Là người em sẽ dựa vào sự đốt nóng là hệ quả để lại dễ nhận ra nhất. Đó là sẽ sờ vào các vật lúc nãy mà nhận ánh sáng mặt trời để xem phía nào ấm hơn thì hẳn phía đó là hướng Tây. Là người em sẽ dùng cách nhận biết các sự vật xung quanh mình để xem vật nào ấm hơn thì đó chính là hướng Tây. Và tiếp theo, sau khi xác định hướng Tây, người em đã làm cách nào để xác định các hướng còn lại? Thì sau khi xác định hướng Tây, người em xác định các hướng còn lại bằng cách trước mặt là hướng Tây thì bên phải sẽ là hướng Bắc. Và sau khi đã xác định được hướng Bắc thì người em sẽ dễ dàng xác định được các hướng còn lại.
Và cuối cùng, em hãy nêu quy tắc xác định phương hướng ngoài thực tế. Quy tắc xác định phương hướng ngoài thực tế rất là đơn giản. Theo quy luật tự nhiên thì mặt trời luôn mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Và khi cần xác định phương hướng, bạn chỉ cần dựa vào quy luật này, quay mặt về hướng mặt trời mọc chính là hướng đông, phía sau lưng chính là hướng tây. Quay mặt về phía mặt trời mọc nghĩa là bạn đang đối diện với hướng đông, và khi đó hướng bắc sẽ ở bên trái và hướng nam sẽ ở bên phải. Thì các em hãy cùng quan sát cái hình ảnh cô để ở phía dưới, là một bạn đang đứng ở ngoài kế bên một đồng ruộng, và bạn xác định phương hướng bằng cách là bạn quay mặt về phía mặt trời mọc, thì đó chính là hướng đông. Còn bên trái sẽ là hướng bắc, bên phải hướng nam, và đối diện với hướng đông sẽ là hướng tây. Phần 2 nhỏ, các bước tiến hành. Do chúng ta đang học online nên cô không thể hướng dẫn các em kỹ hơn cách để giúp các em xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên. Và cô hy vọng các em có thể dựa vào những kiến thức cô đã cung cấp trong bài để các em có thể sử dụng la bàn và xác định phương hướng ngay tại nhà của mình. Và cuối cùng là phần nội dung ghi bài. Các em nhớ ghi bài vào tập đầy đủ. Về nhà, các em nhớ ghi bài vào tập, học bài, bài 5, vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng và kích thước của trái đất. Các em sẽ học phần 2 La Mã, hình dạng và kích thước trái đất. Bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Bài 7, chuyển động quanh mặt trời của trái đất và hệ quả. Cả hai bài 6 và 7 thì các em sẽ học hết cả bài. Và tuần sau sẽ là tiết ôn tập để các em chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.